cuộc sống ngày ngày chỉ có cơm ăn ngày hai bữa, quần áo mặc một tuần thay ra tuần sau mặc tiếp vì không có xà bông giặt. Sao mà khổ dữ vậy trời. Everybody say vừa đâu mà phải giặt rộng ra. Ôi, cái gì vậy? Khép vô. Vậy thì hẹp vô. Ôi, nó cũng giống hệt vậy hả? Rách luôn cái quần. Tất cả đứng im. 1, 2, 3, nghiêm. Xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể mọi người, đây là đồng bọn của ta. Vâng, xin kính chào ông già. Chào cậu, cậu là ai đây? Tôi xin được trân trọng giới thiệu cho ông biết, tôi là giang hồ khét tiếng của cái làng Vũ Đại này. Tôi chính là cao thủ đâm thuê chém mướn, nổi tiếng với tuyệt đỉnh cung phu rạch mặt ăn dạ. Tên của tôi chính là... Tên của tôi chính là Chí Phèo. Cái gì? Cậu tên là Chí Phèo? Chưa xuất sắc. Trời đất ơi, vậy mà lão hạc này không có biết, đúng là có mắt như mù mà. Cậu, tiếng cậu mấy bữa nay nổi như cồn ấy. Cậu được mệnh danh là nách phải của Bá Kiến. Cái gì mà nghe xong nhức nách vậy? Cánh tay phải. Hey. Trời ơi, tay phải sao mà vô tay trái? Trời tay phải nè. Trời ơi, cái tay phải là cái tay cầm đũa đó cha. Thì tay cầm đũa nè. Trời ơi, cái tay phải là cái tay cầm đũa, tay này nè. Dạ, con lại ba anh chị. Dạ. Các anh chị làm em khổ quá. Em đi đòi nợ mà em khổ quá. Dẫn theo ba anh chị nữa. Ở yên, độ nào cần nói thì nói, ông nói thì thôi nhá. Đừng có nói vô nữa, tao khổ lắm rồi. Đồng chí, ngồi xuống đây. Quý hóa quá, hôm nay cậu này qua nhà tôi chơi. Từ khi mà cậu đi tù là tôi không được gặp cậu. Nhưng mà hôm nay tôi nhìn thấy cậu, trời đất ơi, đúng là mới ra tù có khác, nhìn mặt hèn thế. Cái mặt tôi vậy mà hèn, cái mặt tôi vậy mà hèn. Tụi bay, mặt ta có hèn không? Quá hèn. Đó, thấy chưa? Lính của cậu mà còn nói là mặt cậu hèn. Mà mặt cậu hèn thì tôi nói là mặt cậu hèn, chứ chẳng lẽ mặt cậu không hèn mà tôi nói mặt cậu hèn, người ta lại chửi tôi là cái đồ vô nhân đạo, thiếu nhân tình, không có nhân cách, vô trách nhiệm à? Ông đang biện minh hay là ông đang chửi thẳng vào trong mặt tôi vậy? Chửi cái gì mà bữa nay cậu qua nhà tôi có việc gì vậy? Tôi qua đây để làm một công việc hết sức thiêng liêng và có nhân đạo, đi đòi nợ. Bà nội cha tụi mày, tới cái đoạn này cần lên sao không lên? Trời, tao quên mướn tụi mày để làm cái gì? Anh coi tụi nó nói cái này tay phải coi tức không? Trời ơi, em nói bên này là tay phải mà sao nó cứ nói là tay trái hoài à? Mày mặc đùi, mày qua tay phải, tay cầm đũa nè. Trời đất ơi, tay phải là cái tay này nè. Nên cái gì mà có cái tay không mà nãy giờ? Lát nữa đoạn nào mà tao nhấn vô là phải vô, nghe chưa? Dạ. Cái gì đâu? Ê ông già, giờ ông tính sao? Tôi không biết là mấy cậu qua đây đòi nợ hay mấy cậu qua đây diễn hề nữa. Nãy giờ cậu qua đây diễn hài mà tôi vẫn chưa nghĩ ra là tôi nợ cậu cái gì. Ông không có thiếu nợ tôi, nhưng mà ông thiếu nợ tiền của ông Bá Kiến. Sao? Tôi làm gì để thiếu tiền Bá Kiến? Tiền thuế. Này không có đâu nhá. Tôi nhớ là mới tháng trước tôi đóng thuế rồi mà. Tháng này là thuế khác. Thuế khác là thuế gì? Thuế dân bất an. Thôi dẹp luôn đi. Thuế là để bảo vệ nhân dân, chứ tự nhiên có cái thuế nào đó gọi là thuế dân bất an. Ông thiệt, ông thiểu năng thiệt luôn á. Hồi đó ông học tới lớp mấy vậy? Mẫu giáo. Ờ, giờ ông học hơn tôi rồi. Bà mẹ, học hơn thì còn hỏi làm cái gì nữa? Cái quan trọng mà không có biết. Không có biết chữ nhưng mà tôi biết chơi chữ. Kể cho nghe. Thuế dân bất an là gì? Dân là nhân dân, bá tánh. Bất là gì? Bất là bất tử. An là gì? An là an toàn. Thuế dân bất an có nghĩa là thuế bảo vệ an toàn cho người dân sống bất tử. Khổ cha nhà chúng mày. Cái gì mà cái thuế gì mà lại bảo vệ an toàn gì mà mỗi ngày mọc ra một thuế thì làm sao mà dân đóng được. Mà tôi nói cậu nghe, đừng có nói là mai sau tôi đánh rắm cũng phải đóng thuế bảo vệ môi trường nhá. Cái này hay nè.
Để tôi về tôi ý kiến cho ông bác kiến ra cái thế này. Thôi coi như tôi chưa nói gì đi. Bây giờ làm sao? Bỏ qua cái chuyện thế mới, bây giờ thuế này ông phải đóng 50 đồng. Cái gì mà 50 đồng? Bây giờ ông trả không? Tôi làm gì có tiền. Này cậu nhìn đi, này, nhìn trong nhà đi. Bây giờ tôi không còn một cái gì để nộp cho cậu luôn ấy. Cậu Chí à, tôi nói thật với cậu là nhà tôi nghèo lắm. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Chết chùm. Mình nghèo tay trắng tương lại cũng héo mòn. Chết chùm. Nuôi một con chó hóa ra còn nghèo hơn. Thôi đi! Có gì vậy hả? Tôi tới đây là để tôi đòi nợ, chứ không phải là tôi tới đây là để coi ông quá thân vô trường vũ hát liên khúc nghèo nha. Nhưng mà cậu thấy đấy, nhà tôi làm gì có cái gì để đóng tiền cho cậu đâu. Không còn tiền thì cũng phải có cái gì thế chấp chứ. À, tôi nói mà, nhà tôi chỉ có đúng tôi với con chó vàng à. Con chó? Con chó vàng. Con chó? Con chó của tôi nó màu vàng, tôi gọi là con chó vàng. Tôi không cần biết nó màu gì, tôi chỉ cần biết nó là con chó thôi. Mà con chó thì làm sao cậu? Bây giờ ông có thể bán nó để gá nợ. Cái gì? Cậu nói tầm bậy cái gì thế à? Tôi là tôi chỉ sống có một mình, chỉ có con chó làm bầu bạn, ăn chung, uống chung, ngủ chung. Ủa, ông ngủ chung với chó luôn hả? Đâu có, tôi ngủ bên trên, nó ngủ bên dưới. Cậu nghĩ làm sao mà giờ cậu lớn nọc nọc cũng bắt con chó của tôi đi. Bao nhiêu? Than chỉ cho cực vậy? Ông ra giá đi. Ừ, tôi đòi 100 đồng đi. Cái gì? 100 đồng là nó hơn cái mạng của ông gấp 50 lần đó. 100 đồng tôi mua được 50 cái mạng ông rồi đó ông già. Ồ thế thôi, tôi lấy rẻ 50 đồng đi. 5 đồng. Cái gì? Cậu giỡn mặt đấy à? Cậu nghĩ làm sao con chó hơn chục ký mà cậu mua có 5 đồng? Cậu coi con chó mà con người à? Bây giờ ông có bán không? Bán. Rồi cậu đứng đây. Tôi bảo tôi bắt con chó ra. Tụi mày đi theo ông làm gì kìa? Ông có trốn không? Mệt quá sai hoài à. Cái gì vậy? Ê! Cậu ơi! Chó vàng! Chó! Con chó của tôi này cậu! Cái này là con chó vàng á hả? Ừ, con chó này màu gì? Màu vàng. Con chó vàng. Mà con chó này là con chó sứ mà. Ừ thì chó sứ mà. Con chó này ngoài chợ bán có 2 đồng mà. Chứ ai bảo cậu ngu. Bây giờ không có nói nhiều nữa. Ông gạt tôi đúng không? Gạt cái gì? Cậu nói cậu mua con chó đóng thuế mà cậu. Tôi hỏi ông lần thứ nhất, ông có trả tiền thuế không? Tôi không có tiền. Tôi hỏi ông lần thứ hai, ông có trả tiền thuế không? Tôi nói tôi không có tiền mà cậu. Tôi hỏi ông lần thứ năm, ông có lần trả ba tiền thuế. Tôi thích nói lần thứ năm tôi nói được không? Thế sao giơ 4 ngón tay? Tôi thích giơ 4 ngón, tôi giơ 4 ngón. Dai tôi là da ngang tàn, tôi muốn nói gì thì tôi nói kệ tôi. Bây giờ ông có trả tiền thuế hay làm không? Thôi. Cậu Chí, cậu đi đòi nợ mà cậu cứ sồn sồn như thế là không được. Thôi được rồi, thấy cậu đòi nợ cũng nhiệt tình thì thôi, tôi không có trả đâu. Chứ bây giờ nhà không còn một cái gì lấy tiền đâu trả cho cậu. Ông trả ông Hạc. Tôi không có cái gì lấy cái gì trả cho cậu. Ông trả cho tôi phải không ông Hạc? Ông coi cái gì nè. Ủa mắt. Tôi già chứ đâu mắt có kém đâu, cái này con dao mà. Con dao dùng để làm cái gì nè? Trời đất ơi, cậu hỏi câu con dao, người ta để thái rau, thái thịt này, chặt cây này, nói chung nhiều tác dụng lắm. Tại sao ông không nghĩ là còn có thể đâm và chém? Ừ đúng rồi, con dao để đâm chém. Hả? Cậu định đâm tôi à? Bây giờ ông có trả tiền hay không? Này, cậu đừng có manh động, đừng manh động nha cậu. Ông mà nói một tiếng không trả là tôi gạch mặt liền đó. Trời đất ơi, cậu đừng có hủy hoại nhan sắc của tôi mà. Ai nói tôi gạch mặt hủy hoại nhan sắc của ông? Nhìn mặt ông xấu đau, xấu đớn, xấu thấy ớn vậy mà ai gạch mặt ông? Chứ cậu... Tôi nói gạch mặt là gạch mặt tôi nè. Ông có trả không? Kìa cậu, tôi không có tiền mà. Ông nói một tiếng không trả tôi gạch mặt liền đó, ông tin không? Ông có tin không? Tôi không tin, mặt cậu hèn lắm, tin làm sao được. Ông nên tin đi, tôi lại ông tin đi. Không, mình không tin được, không tin được. Tin đi. Không, đừng mình tin. Tôi gạch thiệt đó. Tôi gạch nha. Gạch luôn đi. Gạch mặt đây mà cũng nhay. Ây da, sao nó ghét ghét. Một lần nhay là bằng 3 lần đánh ấy. Cậu không phải dạng vừa đâu, tôi cho cậu thành khuôn mặt đáng thương luôn ấy.
Có máu luôn nè. Máu trên mặt cậu, coi rạch mặt cho cậu còn ngu quá luôn đi. Ông mới gạch mặt tôi hả? Trời đất ơi là trời. Ông gạch mặt tôi luôn kìa trời. Bỏ lạc nước ơi, lão hạt gạch mặt tôi kìa trời đất ơi là trời. Bỏ bà con cho anh sớm ơi. Ủa sao trống trống mặt gì nè trời? Trống mặt gì? Hình như máu mất quá nhiều. Mấy đứa ơi, chở tao đi cấp cứu. Cấp cứu. Đi. Đi bên này nè. Đi bên này. Không biết một bên thôi. Đi bên trái. Một hai ba. Ui cái đi. Bên trái. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Trái bên này. Ủa mệt kìa. Đau lại tụi mày. Đừng có bên nào hết. Đi thẳng tới nhà thầy Lan đi. Trời ơi. Bạn không lẽ đời chí mèo này chết vì bị mất máu sao? Trời ơi. Chị em là ai mà báo chàng trai nhìn em là say? Chị em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô la la, mẹ còn cam đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey, con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ nhẹt luôn đi. Mẹ hát hại máu luôn đi. Hát chứ con hại lợi luôn hà. Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Ôi, cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá nên nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Thôi, mẹ thương nè. Con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi, thương nè. Tin của mẹ nè. Nói cho mẹ nghe đi. Ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi. Mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi. Con đốt rồi. Bà lốt rồi. Thầy ơi, bà cám. Bà con gái mà có ác quá vậy? Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà. Ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi. Mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà nó đâu đốt. Mày đang trồng heo ở như mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đàn thân đi cũng cắt kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con đẹp lắm.
con lạ mà con không có đẹp thôi. Không phải, không có ai dám đẹp bằng Cương. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng Cương. Trời ơi, dối lầm quá. Con nói mẹ nghe nè, bây giờ mình đi lễ hội mình không chỉ mặc đồ đẹp, dạ mình con không chỉ hát hay, mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ. Tao đi đây. Tạo dáng mẹ ơi. Ôi da. Xuống tạo dáng mẹ ơi. Con đã đẻ ra mẹ. Bà nấu cả mày trả ăn cho mày. Quốc gia với mày nha. Ủa vậy mày? Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi trời ơi trời. Tài ơi, ngó xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè Tài ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ, mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha. Con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không dễ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè, chị Tấm kỳ lắm. Ủa Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải, con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con? Không. Cho chú mẹ? Không. Cho chú cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải, chị Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng nó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cách ra. Mẹ làm con gì? Cách ra đi. Mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bóng. Bà cám hay bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn đi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nó tại sao vậy con? Ngốc mẹ ơi. Mày núp đi, nằm mạnh em đi thốn nha. Bóng ơi, bóng, chị Tắm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng chá qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tấm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nó sao con? Bóng là bóng là bóng là bóng. Bang là bang là bang là bang. Bóng xà bang là bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ à. Mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bông bông bang bang. Bông bông bang bang. Bông bông bang bang. Bông bông bang 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 bang. Đâm bang thôi mẹ ơi. Bông bông bang lên cơm dậy cơm bạc nhà ta chứ cơm hỏng cháu qua nhà ngươi. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu.
Mẹ ơi, con tống nó lên rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con muốn nó lên rồi. Bắt cho nó đi mẹ ơi. Để đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, từ nãy giờ kêu chết luôn cái lần này. Bắt đi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ê, con ơi. Con ơi, chết rồi. Con cá sấu. Con cá sấu nó cắn mẹ. Cá sấu. Ê, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Chết rồi. Rồi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Alo alo, 1 2 3 4 4 3 2 1. 1 2 3 4 4 3 2 1. Trung tâm công nghệ bột giặt xin kính chào quý khách. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là một chuyên gia nghiên cứu về vết bẩn, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng bột giặt hiện nay là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, bởi lẽ ai cũng phải mặc quần áo. Chính vì vậy, sau một thời gian nghiên cứu rất dài, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nghiên cứu chế tạo ra một loại bột giặt công nghệ cực kỳ cao. Vâng, xin giới thiệu với các bạn bột giặt Thánh Trôn. Bột giặt này có hiệu quả hơn tất cả các bột giặt khác, bởi vì chúng ta chỉ cần giặt một lần là sẽ sạch tất cả các vết bẩn. Sạch cả vết bẩn mẹ lẫn vết bẩn con. Vết bẩn mẹ sạch rồi không có ai nấu cơm cho vết bẩn bố ăn. Vết bẩn bố đói quá lâu ngày rồi cũng sẽ sạch xanh xanh. Trời ơi, cậu là ai mà đứng trước nhà người ta la ôm sùm giữa trưa chưa nắng nhỉ? Dạ, con xin trân trọng giới thiệu với bác. Con tên nguyên trong giấy khai sinh là Nguyễn Văn Sầu, rất thích đi tàu với lại ô tô. Ông con là Nguyễn Văn Bô, rất thích ghi lô với lại đánh đè. Bà con là Lè Thị Mè, rất thích ăn thịt lợn xè với lại bánh mì 3T. Mẹ con là Nguyễn Thị Phê, có cái sở thích là hát karaoke cả ngày. Và bố con là Nguyễn Văn Chày, rất thích làm bang chủ của bọn ăn mày cái bang. Gia đình kinh tế dở dang, bữa ăn chỉ có khoai lang với lại cà. Ăn xong chỉ biết uống trà, xin bác tiệm đà vỗ tay. Nhà con dần quá. Dạ vâng, bình thường bác à. Ủa bác đi đâu vậy? Trời đất ơi, tôi đang giặt đồ ở trỏng. Hết xà bông tôi ra ngoài đây tôi mua xà bông nè. Trời đất ơi, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang bí gặp nhà xí mà. Con xin trân trọng giới thiệu với bác, con chính là nhân viên tiếp thị bột giặt. Trùng hợp vậy con. Dạ xin giới thiệu với bác qua đây bác. Bột giặt Thánh Trôn. Tên nghe lạ quá vậy con. Dạ chẳng giấu gì bác, chú con làm tổng giám đốc công ty bột giặt. Cái lúc mà mới sản xuất ra cái loại bột giặt này đầu tiên, chú con không biết đặt tên là cái gì hết. Thế trong một lần chú con đang xem phim Tề Thiên Đại Thánh, bị thằng bạn ngồi bên cạnh nó chôn nên quyết định đặt là Thánh Chôn. Cái mặt này của con đúng không? Dạ không, mặt này của chú con bác à. Giống con hơn. Không có, mặt con mà được dán lên đấy thì bây giờ con đâu phải đi tiếp thị như này bác. Bác mua cho con một bịch đi bác. Vậy công dụng sao con? À về công dụng thì bác yên tâm bác à. Đây, con nói cho bác nghe. Đây, đây là một mảnh vải rất là sạch, bác làm cho nó bẩn đi bác. Làm bẩn hả? Dạ. Rồi con, dạ bẩn rồi. Dạ bẩn quá bác à. Vâng, đây là một mảnh vải bẩn đúng không? Con sẽ cho vào cái thau, trong thau này thì đã có sẵn bột giặt của chúng con. À, thì con sẽ cho vào, con giặt. Và sau một thời gian giặt thì cái khăn nó sẽ trắng sáng như cái khăn này. Gì kỳ vậy? Sao tự nhiên mày giặt đi, mày móc cái khăn ở đây mày nói trắng sáng, mày lừa tao hả? Ủa bác không coi mấy cái quảng cáo trên TV à? Nó chỉ quay cái đoạn mà với áo bẩn giặt xong nó quay ra một chiếc áo mới, chứ có bao giờ nó quay đến lúc phơi đâu. Ý con nói là giặt cái khăn bẩn này phơi đi nó sẽ trắng sáng như cái khăn này. Rồi bây giờ giá làm sao? Dạ về giá thì bác yên tâm, chú con làm tổng giám đốc mà. Mày đi ra đây. Từ nãy tới giờ cứ gặp chú con là tổng giám đốc mà. Bây giờ chú con là ai? Bây giờ chú con là tổng giám đốc thì ba con là phó giám đốc đúng không? Dạ không ạ, ba con chạy xe ôm. Sao gia đình này khó hiểu vậy trời? Bác à, là sao? Mỗi lần nghĩ tới gia đình con chỉ biết ứa nước mắt. Con sinh ra trong một gia đình có bố và có mẹ. Không chỉ thế mà còn có anh và có chị. Đẻ mỗi ra con không nói được một tiếng nào, chỉ khóc mà thôi. Cả ngày con không được ăn một bữa cơm bác ạ. À, tội vậy chứ chú ăn cái gì? Bú sữa mẹ để lớn. Trời ơi, con học đến lớp 12 người ta không cho con học phổ thông nữa. Tại sao vậy? Con mới phải đi tiếp thị bột giặt thế này bác ạ. À, bác thương cảm mua cho con một bịch đi bác. Gia đình con thiệt là tội nghiệp. Bác thương con lắm. Vậy bác mua cho con một bịch bột giặt đi bác. Bác mua liền.
Dạ. Hay quá, lấy cho bác một bịch. Bác mua một bịch là 20.000. Nhưng nếu bác mua 3 bịch sẽ là 80.000. Là sao? Cái cơ chế bán hàng chung quanh như vậy. Lấy cho bác một bịch. Dạ một bịch đây, 20.000. Một bịch nữa. Dạ một bịch nữa 20.000. Một bịch nữa đi cô. Dạ một bịch nữa 20.000. Rồi. Dạ xin chúc mừng bác đã mua 3 bịch với giá 60.000. Thấy bác thông minh không? Mua lẻ một lần 3 bịch được 60.000, bác lời đến 20.000. Nhưng mà bác mua với giá này không những ưu đãi mà bác có cơ hội được lắc thăm trúng thưởng. Là sao con? Xin giới thiệu với bác lắc thăm trúng thưởng. Ủa, cái này là xin xăm mà. Xin xăm hay xin gì kệ đi bác. Bác cứ lắc là nó ra giải thưởng à. À, được rồi, để bác làm. Dạ. Thôi bác ơi. Thôi. Nhìn nó ám ảnh quá bác à. Ý con nói là bác lấy cái này bác lắc, chứ đâu có nói bác múa Benny Dian. Được rồi, bác lắc liền. Ôi, ra rồi bác ơi. Hơ, ra rồi bác ơi. Ra rồi bác. Hồi hộp quá bác ơi. Con không biết là bác trúng cái gì nữa. Hồi hộp quá bác ơi. Hồi hộp quá bác ơi. Trúng thưởng 300 triệu. Trúng 300 triệu bác ơi. Bác trúng rồi bác ơi. Tao trúng hay mày trúng? À không, ý con là con quý bác lắm luôn ấy. Trời ơi, trúng 300 triệu được con ơi. Giờ làm gì đây? Đưa tiền cho bác đi. Bác lãnh này trúng 300 triệu bác. Con không có tiền. Con không có tiền vậy sao? Vậy bác lãnh ở đâu bây giờ? Bác phải đến công ty con bác lấy. Công ty con ở đâu? Công ty Hà con Nội. Ở đâu? Hà Nội. Đây Cà Mau. Đây Hà Nội. Gần quá con hả? Dạ. Nếu mà bác mà không tới được để lấy, bác không có điều kiện tới, thì con chỉ xin 1%, con sẽ lấy cho bác phần thưởng bác à. 1% là bao nhiêu con? Dạ 3 triệu bác à. 3 triệu? Mày nghĩ làm sao vậy? 5 triệu luôn. Hả? Trời đất ơi, bác đúng là quý nhân phù trợ mà. Rồi, bây giờ tại vì bác già, bác cũng lo xa lắm, cho nên con gọi đến số điện thoại của công ty cho bác nghe. Bác hỏi thăm, bác yên tâm cái. À, bác sợ lừa đảo đúng không? Đúng rồi. Đúng bác. Bác lấy điện thoại của cháu, bác gọi cho chú cháu làm tổng giám đốc mà. Bác gọi đi. Số mấy? Dạ 043 113. Không phải, 043. Ừ, 113. Trời đất ơi, bác gọi cho ai ấy? Gọi cho chú của bác. Chú bác là ai? Là công an. Hả? Mày với mày. Tao đọc báo rồi đấy, mày lâu nghe mày. Mày lừa biết bao nhiêu người rồi hen. Đấy là cháu có làm gì bác đâu mà tự nhiên bác nói cháu lừa đảo. Bằng chứng đâu mà nói cháu lừa đảo hả? Thôi bác đây, cháu đi đây. Đừng không đi. Khỏi đi con. Công an tới rồi. Bắt lấy nó. À. Chú nói gặp cây nhãn lồng, lá câu âu ơ nhớ nhau, chim kiều lẻ bạn ngoài sông, em còn mong đợi người ở dân. Cây trên cành còn đơm bông kết trái, trai gái nào mắc quá cũng phải đi. À, đi xong biết phải ăn gì. Ăn cây kẹo kéo em thì cảm ơn. Ăn gì mà chẳng phải đi, chi bằng ăn ổ bánh mì. Ăn xong cảm thấy vừa lì vừa sung. Ai vậy? Ai? Em nào tóc ngắn ngang vai, ăn ổ bánh mì của anh vào ngày mai tóc dài. Em nào chồng bỏ chồng chê, ăn ổ bánh mì của anh vào chồng mê tới già. Sì, bánh mì dám. Này của em, trẻ em ăn vào sẽ hay ăn trong lớn. Phụ nữ ăn vào thì càng trẻ càng xinh. Nam giới ăn vào thì bổ thận sinh tinh. Còn người già ăn vào đảm bảo trường sinh bất lão. Bánh mì này của em, ăn là buổi sáng sẽ no tới buổi trưa, ăn là buổi trưa sẽ no tới buổi chiều, ăn là buổi chiều sẽ no tới buổi tối, ăn là buổi tối ối tới sáng. Hay, trời sinh cái miệng làm chi, nói ra điều gì cũng thấy vô duyên. Ê, vậy bán kẹo kéo đúng không? Đúng rồi. Cho ly cà phê. Ly cà phê muốn nói cùng em câu gì. Ly gì giọng nội? Tôi bán kẹo kéo mà, cà phê gì đâu đây? Thì tôi hỏi thích thì bà bán, không bán thì thôi chứ. Đi chỗ khác ngang, đừng có chọc ngang. Sáng giờ mà. Cái tướng này được này. Trời, sao ông lượt? Ông tính làm gì tôi? Tôi la lên á. Tôi bơ. Em này vừa béo vừa lùn, ăn nổ bánh mì của anh vào nó sẽ đùn lên cao. Vỗ tay hả?
ông này nói chuyện tào lao, ăn ổ bánh mì làm sao cao liền nè. Bánh mì ông để ông ăn, tôi ăn kẹo kéo dính răng nhưng... Nhưng sao em làm thơ là phải vần đấy nhá. Dính răng nhưng sao? Đừng hối, sắp ra rồi. Dính răng nhưng vui. Vui là cái gì? Vui là vui đó. Lật nè, tại vì tôi nói cho có vần nha mà. Ông mắc cười quá, tự nhiên ở đâu ra phá tôi vậy? Tôi đang có chuyện buồn, đừng có chọc tôi nghe. Đi bán mà cầm như tôi, bán kẹo kéo, tưởng đâu bà già bán diêm không hà. Ai kẹo kéo không? Kẹo kéo nha. Ai kẹo bánh kéo? Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Ôi kìa, bà bị làm sao ấy, đồng kinh à? Không. Hả? Không. Yếu tim. Ôi, yếu tim. Thuốc. Thuốc đâu? Lấy cái kẹo kéo trong đường tôi. Đây, lên, đây cây kẹo kéo đây, cây kẹo kéo đây. Rồi cầm lên đi, cầm chưa? Cầm rồi. Lột vỏ. Quên, tôi bán kẹo không có vỏ. Bỏ vô miệng ăn đi, ăn. Ăn đi bỏ miệng ông á. 5,000. Ê! Cái này lừa đảo nha. Lừa đảo. Không có lừa. Tại thấy mặt thấy ghét, sáng giờ buôn bán không được, tự nhiên đi ra rần trả 5,000, bây giờ có trả không? Ai này bà đi thấy làm người gì phụ nữ dùng này, này chưa trả ê, không? Năm bây giờ tôi không trả bà làm cái gì? Hả? Thì ông không trả tôi đúng không? Ông không trả tôi đúng thì kêu giang hồ mà để đàn em của bà hai béo bán kẹo kéo tại đây là tôi đổ sáng ông không? Bà hai béo bán kẹo kéo là đúng. Bà có gì đâu ngạc nhiên? Bà nói bà tên gì? À, xin trân trọng giới thiệu với ông, tôi là bà Hai Béo, chuyên bán kẹo kéo, nhà không có nuôi heo nhưng thích mặc đồ da beo. Thế đồ da beo đâu? Mới giặt chưa khô. Tôi, bà, tôi Tư nè. Tư nào, không có quen. Tư lì bán bánh mì, da đen xì, tắm không bao giờ kỳ, chân thì cong hay đi dép tổ ong. Dép tổ ong. Thì ông nâu, mai đi đâu. Con gà trong mây bay, ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị. Thôi. Bà nhìn lại bà đi. Tôi sao? Vừa lùn vừa xấu. Cũng vì cái tật này của bà mà bao nhiêu năm nay bà bán kẹo kéo ế đây này. Bà cứ như thế này, bà nghèo suốt đời nhá. Tôi dành dụm nữa. Đối với ông có 500,000 đó chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đối với tôi một kẻ lao động chân chất như tôi, đó là số tiền rất là lớn. Tôi đã dùng nó để chạy chữa cho ông. Tôi sợ ông chết, tôi thương ông như vậy mà nợ nào ông bỏ tôi ông đi mấy chục năm trời á ông Tư. Bà Hai, tôi xin lỗi vì ngày xưa tôi nghèo quá, tôi sợ bà dính vô tôi bà sẽ khổ nên tôi mới ra đi. Tôi ra đi để kiếm tiền về lấy bà mà. Ông nói cái gì? Bà Hai, bà cưới tôi nhá. Em ở thành phố mới về. Nhìn xe châu nó đi, em tưởng Lamborghini. Ở thành phố mới về em đâu biết gì. Ở trong khi em nhìn ra ngoài này thì thấy đông, mà ra ngoài này thấy nhiều người thế. Em thì cứ mắc phải cái bệnh là thấy chỗ đông người là chào. Vì vậy em xin được chào các bác. Sau đây thì tuy không được ai yêu cầu nhưng em vẫn xin được tự động giới thiệu về gia đình mình. Đầu tiên em xin được giới thiệu về bố em. Bố em thì tên nguyên trong giấy nợ ngân hàng. À chết nhầm. Tên nguyên trong giấy khai sinh là Mạc Văn Khải. Rất thích lái xe tải nhưng lại không bao giờ lái về bên phải hay lái về bên trái. Nhiều lần vượt lan can nên mẹ em khuyên về sống an nhàn. Gia đình điêu tàng em phải lang thang. Và sở thích của bố em rất thích xem tivi vào lúc mất điện, đi bệnh viện lúc chẳng bị làm sao, thích mặc áo phao để nhảy hip hop ở cầu ao, và đặc biệt bố em rất thích cắt tóc bằng dao. Đấy là bố em. Sau đây em xin được giới thiệu về mẹ em. Mẹ em tên là Nguyễn Thị Vải,
bán bàn chải ở đường Trần Quang Khải, hay ngồi ở lề bên phải, miệng hay lải nhải, sống sao cho phải. Khi đời ngang trái, ông chồng bất tài, đẻ ra thằng con anh tài. Ôi cũng là cái duyên số. Nói thật, nói không phải khoe, chứ mẹ em vẽ cực đẹp luôn. Nên mẹ em vẽ tới đâu là chuẩn tới đấy. Chuẩn như kiểu ông tìm thấy tổ, như súng nổ tìm thấy mục tiêu, và như triển chiêu nhảy hip hop đấy. Cái ngày xưa mẹ em có tham gia cái cuộc thi vẽ ở trên tỉnh, nhưng mà do xã tổ chức, đề bài là bạn hãy vẽ con vật mà bạn yêu thích. Hôm ấy mẹ em vẽ con sư tử, cứ như không hiểu là vẽ như kiểu tranh 3D sao ấy. Mà vẽ xong ban giám khảo lên chấm điểm, không dám đứng gần vì sợ con sư tử nó cắn. Em ngồi bên dưới em tò mò là không biết mẹ em vẽ đẹp như thế nào, em mới lao lên. Em lao lên xem mẹ em vẽ con sư tử như thế nào thì trời ơi, mẹ em vẽ mẹ em. Lúc đầu thì em cũng băn khoăn, nhưng mà sau này em nhớ lại là ở nhà bố em hay nói mẹ em giống sư tử Hà Đông. Thôi thì trong các con vật, con sư tử vẫn là đẹp nhất. Đấy là bố mẹ em, sau đây em xin được giới thiệu về em. Bố em tên là Mạc Văn Khải, thì để em ra quyết định đặt cho em cái tên là Mạc Văn Khoa. Em rất thích ăn vào lúc đói, uống vào lúc khát, thích tắm vào lúc mát, và em rất thích cạo lông mày bằng dao phát. Mọi người thường nhận xét em ấy là nhìn cái dáng thằng này nó khổ, mặt thì chì, lại thêm cái họa Mạc nữa thì bao giờ mà ngóc lên nổi. Nhưng mà riêng em không nghĩ thế. Bởi vì Mạc là cái gì? Mạc có nghĩa là sa mạc. Mà sa mạc là gì? Sa mạc là nơi rất nhiều cát. Mà cái gì nhiều chẳng lấy làm tài sản làm giàu được. Vì vậy em lấy cái đấy là cái động lực để em vươn lên. Em sẽ sống như cây xương rồng trong sa mạc, không bao giờ sợ mạc, chỉ sợ thiếu cát mà thôi. Vì vậy tuy dáng có khổ, mặt có chì, nhưng mà được cái vui vui. Em mới quyết định đăng ký tham gia chương trình Cười Xuyên Việt. Cái mục đích thứ nhất là em muốn thể hiện cái đam mê được diễn xuất của diễn hài của mình. Cái thứ hai là em muốn được học hỏi và giao lưu với tất cả các bạn. Và cái thứ ba là hơn một năm nay em chưa được về nhà. Khi em tham gia chương trình này thì bố mẹ em ở nhà sẽ được nhìn thấy em. Anh ơi, chĩa cái máy quay cho em gặp bố. Bố ơi, cảm ơn bố đã luôn canh me và răn đe con để con có được như ngày hôm nay. Con chỉ muốn nói với bố một điều rằng, bố ơi, bố ơi, con nhớ mẹ lắm. Sai rồi. Bạn hát sai là mình bạn nhảy sai. Bạn nhảy sai rồi. Bạn hát sai. Bạn nhảy sai. Bạn... mình thương nhau mà. Yêu lắm. Thương lắm. Vui lắm. Sống chung nhé. Chung chung. Chung chung. Sống chung một chung. Mình là heo á. Mình phải yêu thương nhau. Sống chung chung phải yêu thương nhau nha. Đúng vậy. Đợi mình một chút. Bạn làm gì thế? Nè. Cái gì đấy? Kem trộn Ngọc Trinh. Bạn lấy ở đâu ra vậy? À, mình lụm của bà chủ á. Bà xài gần hết hũ. Bà để ở trên đầu tủ, kế bên cái bịch tàu hũ. Ông chủ ông vô ông thấy cái bịch tàu hũ, cho nên ông giấu cái hũ dưới gốc cây đu đủ. Mình đem vô cho bạn nè, tặng cho bạn nè, bạn hữu. Cái này xài có công hiệu không bạn? Ê, mình chỉ cho bạn xài nha. Lột hũ kem ra, quết một miếng, bỏ vô lòng bàn tay, xoa đều cho nó nóng kem lên. Giơ hai tay bạn ra. Đều rồi. Ê, bạn làm như thế này là chết mình rồi. Sao mà chết vậy? Sao mà chết? Da mình là da khoang, chỗ đen chỗ trắng. Bạn chỉ xước vào chỗ đen thôi, để cho chỗ đen nó trắng như chỗ trắng. Chứ bạn xước vào chỗ trắng nữa, chỗ trắng nó lại trắng hơn chỗ đen. Chỗ trắng chỗ đen nó trắng không đều nhau. Nhìn mình người ta tưởng mình bị hắc lào. Lăng bèo. Hắc lào. Mình thương nhau mà. Bạn chờ mình một tí nha. Chờ. Ê, bạn ơi. Hả? Mình gì? Có cái này cho bạn. Cái gì? Kẹo ngậm nở ngực. Bạn ăn đi. Ăn một viên nở một ngực. Nhưng rất tiếc bạn có tới 16 ngực. Tự nhiên nó nghiêng nghiêng bên đây. Nó nghiêng rồi.
Trời đất ơi hả, con kia nó nở rồi nè. À lấy cái gì chích đi, à lấy chích đi. Thôi à. Đi, bạn minh họa quá. Làm gì mà có tác dụng nhanh quá vậy. À, đúng rồi ha. À, thôi bây giờ á, mình bắt đầu mình ngủ đi. Cuộc đời của loài heo thật là sung sướng, chỉ có ngủ mà thôi. Ngủ. Trời ơi, đẹp trai dễ sợ luôn. Tới giờ ăn rồi. Cuộc đời của loài heo thật là sung sướng, chỉ có ngủ rồi lại ăn. Chúng ta bắt đầu ăn. Tới ơi, Tới ơi, mày cho heo ăn chưa? Mày cho heo ăn rồi, mày canh con nào mà nó mập nhất, mà nó đẹp nhất, mà lấy mình làm thịt hôm nay nhà có đám giỗ nghe mày. Con nào mập nhất, đẹp nhất sẽ làm thịt ăn đám giỗ. Vậy là một trong hai đứa mình có một đứa phải chết. Bạn ơi, mình đây. Mình thương bạn lắm. Mình cũng thương bạn. Bạn đẹp hơn mình. Đúng mà. Mập hơn mình. Bạn chết trước nhá. Mày thật là nham hiểm. Đùng đẩy cái chết cho mình hả? Bạn á, bạn là con heo phải chết mới đúng đó. Tại sao chứ? Bạn nhìn đi, cái bụng của bạn bự chà bá kìa. Hồi nãy ha, mình có sức kem trộn Ngọc Trinh cho bạn á. Da của bạn sẽ láng mịn, ông chủ sẽ ăn thịt bạn. Không dám đâu nhá. Cái loài của mình bụng nó xệ như thế nhưng mà thịt ăn dở lắm. Còn thịt bạn chắc chắn có lợi hơn. Có lợi chỗ nào? Nấy bạn ngậm kẹo ngậm nở ngực của mình, thịt bạn không những có món thịt heo mà còn có thêm món nhũ heo nướng. Bạn thật là nham hiểm thâm cung. Bạn nham hiểm. Ơi không, bây giờ chúng ta không cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta phải tìm cách thoát ra cái cuộc chơi này. Giờ phải làm sao đây? Mập nhất sẽ làm thịt. Bây giờ mình tìm cách làm cho mình ốm. Đúng rồi, mình phải tập thể dục. Mình phải tập thể dục thôi. Để mình mình phải gập bụng cho nó teo mỡ bụng. Tập thể dục nãy giờ không thấy ốm nữa. Giờ sao đây? Còn một nữa, còn một cái á, là ông chủ có nói con nào đẹp á thì sẽ làm thịt con đó. À có rồi, mắm tôm chét vô cho nó thối chơi. Chét vô cho nó diễn. Mình cũng phải dơ hơn bạn luôn. Mình phải thối hơn bạn. Sao phân heo. Chết phân heo. Tới ơi, Tới ơi, hôm nay khách đông quá nha, mày làm thịt luôn hai con đi ăn mới đủ. Vậy là cả hai đứa mình đều bị chọc tiết. Thì là đứa mình sẽ chết. Yêu lắm, thương lắm, không có vui lắm. Chết chung nha. Chung chuồng, chung chuồng, chết chung một chuồng. Thôi, mình biết lỗi rồi. Dù sao thì hai đứa mình cũng sẽ chết á. Mình á, lúc trước á, mình đưa đẩy bạn vào cõi chết á. Bây giờ mình hứa, mình sẽ không làm như vậy đâu. Mình cũng như vậy. Mình đã quá ích kỷ. Đến lúc chết mình đã đẩy bạn chết. Bây giờ chúng mình không được như thế nữa nha bạn nha. Được rồi, xin lỗi bạn á, vì đã sức kem trộn cho bạn nè. Người bạn thấy ghê nè. Mình cũng xin lỗi vì đã cho bạn ngậm kẹo ngậm nở ngực. Không sao, ngon lắm. Tí ơi, Tí ơi. Trời đất ơi, tao nhớ lộn. Năm nay năm nhuần là tháng sau mới đáp dỗ. Cho nên khoan giết hai con heo ngang mày. Yêu lắm, thương lắm, cười lắm, sống chung nha. Chung chuồng, chung chuồng, sống chung một chuồng. Ê, nó nghe nè, vậy là chúng ta thoát chết rồi. Cuộc đời loài heo thật là sung sướng. Dù biết một tháng nữa chết, nhưng chúng mình cũng phải sống thật là đoàn kết. Không được ích kỷ nữa nha bạn. Chúng mình phải nhớ một câu rằng: heo ơi thương lấy lợn cùng, đi đằng khác giống như chung một chuồng.